Smilodon vs hổ Siberia, con nào sẽ thắng? Hello các bạn, mình là admin cũng hơi đẹp trai của Bạn Có Biết. Hôm nay admin nghiêm túc sẽ nhường chỗ bình luận cho mình. Chủ đề của trận battle sẽ là trận chiến giữa loài hổ mạnh nhất thời hiện đại, hổ Siberia, và loài hổ mạnh nhất thời tiền sử, hổ răng kín Smilodon. Smilodon là một chi đã tuyệt chủng của mèo răng kín, sống trong khoảng thời gian từ 3 triệu đến 10.000 năm trước tại Bắc và Nam Mỹ. Smilodon có nghĩa là răng dao, tên gọi duy nhất thể hiện chính xác những chiếc răng năm dài của chúng. Hổ Siberia là loài hổ lớn nhất đang tồn tại trên thế giới. Chúng sống trong rừng taiga, có bộ lông rậm và dày hơn so với các phân loài hổ khác. Nhờ đó mà chúng có thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt vào mùa đông. Smilodon được ước đoán nặng từ 220-400kg, con lớn nhất có thể nặng đến 470kg, trong khi loài hổ Siberia có kích thước nhỏ hơn. Những con hổ được trưởng thành nặng từ 180-306kg, những con hổ được nuôi nhốt có thể đạt trọng lượng đến 465kg. Hổ Siberia có móng vuốt lớn nhất trong các loài họ mèo thuần chủng hiện nay, dài tới 10cm, răng năm của nó cũng dài tới 10cm, rất sắc và khỏe. Lực cắn của hổ Siberia đứng thứ nhì trong các loài hổ hiện đại, đạt 431kg trên 1 inch vuông, chỉ sau lực cắn của hổ Bengal. Hổ răng kín là loài họ mèo có móng vuốt và răng năm lớn nhất trong lịch sử. Móng vuốt của nó to gần gấp đôi của hổ Siberia, răng năm to và dài đến 28cm. Chúng có lực cắn yếu do răng năm quá dài, không thể cắn cổ họng như các loài mèo lớn hiện đại. Cơ thể của Smilodon lực lưỡng và chắc nịch hơn so với các loài mèo lớn ngày nay. Tuy nhiên vì thế tốc độ chạy của chúng lại thấp hơn, chỉ đạt 48 km/h. Vì thế Smilodon thường phục kích con mồi, chứ không rượt đuổi như sư tử. Hổ tuy có tốc độ chạy không quá cao so với sư tử và báo săn, nhưng nó vẫn chạy nhanh hơn so với Smilodon. Tốc độ chạy của hổ đạt 64 km/h. Chúng cũng chủ yếu săn mồi bằng cách rình và vồ mồi. Hổ có thể một mình săn được những con mồi rất lớn như trâu rừng hoặc bò tót, nặng tới 1,5 tấn. Còn Smilodon là loài săn mồi theo đàn, có khả năng phục kích siêu hạng. Chúng có thể hợp sức và săn được loài voi ma mút. Smilodon giết mồi bằng cách dùng cơ cổ rất khỏe, ép răng vào da thịt con mồi. Giờ chúng ta cùng thống kê lại những điểm mạnh của mỗi loài. Lợi thế của Smilodon là to lớn hơn, cơ bắp hơn, có răng năm dài và nguy hiểm hơn. Điểm mạnh của hổ Siberia là có lực cắn mạnh mẽ hơn, kỹ năng chiến đấu một mình tốt hơn, nhanh nhẹn hơn. Từ những phân tích vừa rồi thì mình nghĩ rằng Smilodon sẽ có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn. Tỷ lệ thắng của nó là 60% và của hổ Siberia là 40%. Còn các bạn thì sao? Hãy comment suy nghĩ của mình và cho admin biết con nào sẽ thắng nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!